Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin về tấm nệm cao su thiên nhiên Adora Organic. Thì nệm cao su thiên nhiên Adora Organic được thiết kế với lại hai mặt lỗ tròn nhỏ ở cả hai bề mặt nệm. Thì đây là những lỗ tròn nhỏ phía trên bề mặt nệm với hàng ngàn lỗ tròn nhỏ cộng với bên dưới nệm với các lỗ tròn nhỏ. Thì cái ưu điểm của cái tấm nệm mà thiết kế hai mặt lỗ tròn nhỏ đó là thứ nhất là nó đem lại cái sự thông thoáng và thoáng mát cho người nằm, tạo cho bạn một cái cảm giác thoải mái. Cái điểm thứ hai đó là bạn có thể sử dụng được ở cả hai bề mặt nệm. Thì cứ như vậy bạn nằm cỡ 6 tháng thì mình trở mặt nệm một lần thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là độ bền cho tấm nệm. Nệm cao su thiên nhiên Aroma Organic size 1m6 x 2m x 10 cm giá trị từ 10.950.000. Thì khi mua nệm quý khách sẽ được tặng hai gói Aroma lượng sống như thế này, hai gói cao su thiên nhiên và một bộ ráp mền Tencel cao cấp. Thì để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là các chương trình khuyến mãi, quý khách có thể lên website hoặc www.nemgiakho.com hoặc các trang thương mại điện tử. Hẹn gặp các bạn ở Nệm Giá Kho nhé. Xin chào. Yeah.